Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. À, thời điểm giáp Tết năm 2023 cũng đã cận kề đến rồi. Thì em Long xin phép quay cho các bác những cái model đang bán chạy nhất trong dịp Tết năm 2023 này. Các phân khúc TV là 55, 65 và 75 inch. Thì em sẽ chọn cho các bác những cái model mà bên em đang bán chạy mọi nhé. Và hiện tại thì bên em đang tiến hành vẫn đang tiếp tục nhập những cái lô hàng cuối cùng để về phục vụ các bác trong dịp Tết lần này. Đây các bác nhìn thấy này, hàng về liên tục và xuất đi liên tục mọi nhé. Đấy, đây các bác nhìn thấy này, kể cả những cái đồ gia dụng hay là đồ nhức, cái thứ lô xong nồi chảo thì bên em đều có nhập về đầy đủ. Đấy, hàng nhức cái thứ đều được cho vào quầy để kiểm tra và xuất vào kho. Tất cả những dòng sản phẩm mà em quay cho các bác trong cái video lần này thì đều là những dòng sản phẩm đang được bán chạy nhất và đang có những giá thành tốt nhất trong dịp Tết lần này. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bác trong quá trình tìm hiểu sản phẩm mua sắm trong dịp Tết lần này. Các bác nào đang quan tâm thế dành tặng cho em Long thêm một nút đăng ký kênh để ủng hộ em trong các video mới nhất mọi nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác. Đầu tiên thì ở những cái thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như là của Sony, Samsung, thì em sẽ chọn cho các bác những cái model mà bên em đang bán tốt và có giá thành ưu đãi cho mọi người trong dịp Tết lần này. Với phân khúc TV là 55 inch. 55 inch thì sẽ có những cái phân khúc TV tầm giá rẻ. Ví dụ như là 55X80. X80 hoặc là các bác lấy lên X90 là những cái mẫu TV mà đang được các bác săn đón nhiều. Với phân khúc TV 55X90 thì bây giờ hiện tại đang còn giá là 21.420. 21.420 cho 55X90 mọi nhá. Màn hình Full HD và tần số quét 120. Thì các bác mua cái thời điểm Tết này thì cũng không quá là quan trọng về phần giá, bởi vì giá thời điểm Tết thì rất hiếm khi nó xuống mọi nhá. Rất hiếm khi nó xuống. Thì các bác nào mà muốn mua nhanh trong đợt này thì các bác mua luôn chứ đừng đợi đến Tết. Nhiều khi đợi đến Tết mà hàng không có và giá nó còn cao lên. Đấy là cái lời khuyên trong quá nhiều năm mà em biết được về các mẫu TV. Ví dụ như là 55X80K thì bây giờ đang còn giá là 14.650.000. 14.650 cho 55X80 với tần số quét 60 thôi. Thì một mức giá tầm cao và một mức giá tầm thấp để các bác lựa chọn mọi nhá. Để các bác lựa chọn. Còn tầm trung cái con X85 thì các bác liên cố lên con X90 thì nó sẽ tốt hơn và đẹp hơn. Phân khúc 65 cũng tương tự như vậy. 65 inch thì mọi người sẽ mua cho em là 65X90. Thì con này em đang không có bật điện mọi nhá. 65X90 thì cái đợt này giá thì nó vẫn đứng ở cái thời điểm là 1-2 tuần trước với tầm là 10. Con này là 24.760. 24.760 cho 65X90K. Đấy. Ok, với phân khúc TV 65X90K thì em đang có giá là 24.760 mọi nhá. Ở cái thời điểm hiện tại thì với 65X80K thì con này thì lại đang giá gọi là nhỉnh hơn một chút. So với thời điểm 1-2 tuần trước, con này thì bây giờ đang bán 18.390.000 cho X80K. Thời điểm một vài tuần trước thì các bác sẽ mua được dưới 18. Nhưng cái thời điểm Tết này thì giá nó sẽ lại nhỉnh hơn. Thì các bác hy vọng mua sớm giúp em. Đấy là 65 inch của Sony. 65 Sony X75 thì rẻ nhất với tầm giá hơn dưới 15. Dưới 15. Con rẻ trong đợt này thì 75X85K thì giá từ 30 gần 32, tức là hơn 31, gần 32 xuống còn cho các bác còn là 30.280.000. 30.280. Một cái mức giá cũng đã giảm cách đây so với cách đây 1-2 hôm. Là con 75X85K nó cũng đã giảm khá chỉ là nhiều trong cái đợt lần này. Với tầm giá về gần 30 triệu. Thời điểm trước nó rơi vào khoảng độ cho các bác là khoảng độ 31, hơn 31, gần 32. Con TV cuối cùng đó là 75X90K trong phân khúc của Sony. Thì con này thì luôn luôn được nhiều các bác lựa chọn. Tuy nhiên thì cái giá của nó cũng không có thay đổi nhiều. Không có thay đổi nhiều nhé. Với tầm giá bây giờ thì các bác mua nó cũng sẽ giảm cho các bác được khoảng độ 700.000-800.000 so với 1-2 hôm trước. Cũng rất chỉ là tốt rồi. Thời điểm hôm trước các bác mua sẽ rơi vào hơn 35. Đấy, khoảng 356, 357. Thì bây giờ các bác mua sẽ rơi vào là 34.890.000. 34.890.000 mọi người nhá. Tức là các bác cũng sẽ rẻ hơn cho với thời điểm trước. Dao động khoảng độ hơn một cũng phải gần 1 triệu đồng so với đợt trước. Đó là con 75X90K nhá. Hôm trước là 356, em nhớ là 356.70. Hôm nay là 894.890 đúng không? 890 thì nó rẻ còn khoảng độ 600-700 thôi thì các bạn ơi, 600-700. Tiếp đến là các mẫu TV của Samsung đợt này thì em sẽ điểm cho các bác những cái model mà em đang bán có gia hình tốt
có giá thành tốt trong các bác nhé. Cái giá thành tốt thì mọi người mua trong đợt này thì chỉ có Q80, Q70 và Q60 thì đang có cái giá thành tốt. Còn những cái phân khúc TV như là BU thì giá thành nó còn cao hơn so với đợt trước. Các bác níu cho em nhé, nó còn cao hơn đợt trước. Giảm chỉ có 55Q80B. 55Q80B thì đang còn giá là 17.700.000. Và 65Q80B đang còn giá là 21.460.000. Đây là hai con TV mà đang được giảm xuống sâu với phân khúc TV là 65 và 55Q80B. Đấy. Với phân khúc TV như là Q60, ví dụ như là 65Q60 thì đang còn giá có 16.000.000. Và 65Q70 thì đang còn giá là 18.190.000. Thì cái mức giá cũng rất rẻ cho các mẫu TV QLED của Samsung. Thời điểm bây giờ thì nếu mà các bác mua 65BU8000, con BU8000 thì con đấy thì nó lại đắt hơn so với đợt trước khoảng độ gần 1.000.000. Các bác nào đã sở hữu 65BU8000 trong một vài hôm trước thì sẽ rơi vào dưới 14.000.000, tầm độ 14.1 triệu, có lúc 14.1 triệu, 14.2 triệu, có lúc thì dưới tầm dưới 14. Tuy nhiên thì thời điểm bây giờ nó rơi vào là 14.650.000. Các bác nhé, 14.650.000. Nó cũng đã cao hơn so với đợt trước một vài trăm nghìn rồi. Hy vọng là các bác những cái model mà nó đang khan hàng hoặc là nó đang cháy hàng thì giá nó sẽ đẩy lên cao. Còn đối với 65AU7700 thì luôn luôn là một trong những dòng TV đang được săn đón, bởi vì giá thành của nó thì lại ngày càng đau xuống mọi người nhé. Với 65AU7700 thì bây giờ em đang còn giá dưới 13, chỉ còn có 12.690.000 thôi các bác nhé. 12.690.000 cho 65AU7700, một cái mức giá rất rẻ cho 65 inch có điều khiển giọng nói, thiết kế tràn bao viền và tần số quét 60. Đấy là những cái mức giá cũng đơn giản và thấp cho mọi người trong cái đợt này cho hai thương hiệu Sony và Samsung. Phân khúc 75 inch của Samsung thì em sẽ lựa chọn cho mọi người đó là mẫu TV AU7700. 75 inch của nó thì chỉ rơi vào khoảng độ 19 triệu thôi. Bác nhá. 75 đây. Con TV rất to, 75AU7700. Với giá là 19.170.000. Cái mức giá quá rẻ cho phân khúc 75 inch AU7700. Đấy. Còn 75AU8000 thì nó cao hơn. Con kia này là 19 thì con này sẽ rơi vào là 22.200.000. 22.200.000 cho 75BU8000. Đấy là các bác có thể cân nhắc mua một trong những dòng này. Còn đợt này thì cũng sẽ về hàng cho mọi người rất nhiều các model TV của Samsung. Ví dụ như là các mẫu TV như ở đây em đang có đó là các mòng TV BU8000 55 inch, hoặc là Q60, Q70, phân khúc TV là 75 inch. 75 inch đợt này thì mọi người mua Samsung thì có thể lựa chọn cho em các mẫu TV như là Q60, Q70 ở đây. Phân khúc TV ở đây là em đang có là Q70 này. Đấy, các bạn nhìn thấy Q70 này. Q70 và phía bên này là Q60. Q60. Với Q70 thì đang bán là 29.490.000. Cho 29.500.000. 29.500.000 nếu mà các bác cố lên được cho em 75Q80B thì rơi vào 31.550.000. 31.550.000 tức là nó chênh nhau so với con này là rơi vào khoảng độ là 29, 30, 31. 2 triệu đồng. Thì với tầm giá 2 triệu đồng thì các bác sở hữu được con 75Q80B thì nó sẽ ngon hơn hẳn. Đấy. Thì rất nhiều các bác cũng đã nhắm Q70B rồi. Tuy nhiên thì khi mà được em tư vấn các bác chênh có 2 triệu đồng thì mọi người lại đổi sang Q80B ngay. Q80B chênh có 2 triệu đồng thì không có lý do gì chúng ta không đổi sang Q80 cả. Với cái giá thành của nó chênh ít và được thiết kế nó đẹp hơn. Tràn của nó tràn 4 viền và mà là tấm nền của nó là LED nền. Đấy, dòng Lilac là dòng full ở đây, đẹp hơn rất nhiều. Và tất nhiên rồi, đối với các dòng TV Q60 thì nó sẽ rẻ nhất. Nếu các mua bác xuống hẳn thì các bác lấy xuống hẳn Q60 thì nó sẽ rơi vào là 25.670.000. 25.670.000 các bác nhá. Còn nếu không thì các bác lấy hẳn cho em Q80. Không hơn quá bao nhiêu cả. Đấy. Đấy là một số các mẫu TV phân khúc 55, 65 và 75 inch của các cái thương hiệu
Bên em đang có giá thành tốt và đang bán rất chỉ là tốt trong dịp Tết năm 2023 này. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình tìm hiểu sản phẩm hai thương hiệu Sony và Samsung. Các bác nhé, các bác nhanh tay đặt hàng ở tại siêu thị bên em ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội để đặt hàng. Bên em giao bán và vận chuyển đến tận nơi. Hoạt động thì bên em sẽ hoạt động đến hết ngày sáng ngày 30 Tết. Nên các bác cứ mua thoải mái các bác nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.